Joel giữ chặt lấy miệng của con chó không cho nó phát ra âm thanh. Khi thấy con quái vật đi rồi anh mới thả lỏng quay người lại kiểm tra. Con chó nhanh chóng lao xuống nước để lấy lại chiếc váy đỏ của chủ nhân cũ. Âm thanh phát ra nhanh chóng thu hút một con quái vật lao đến. Joel nhanh chóng lao lại chỗ ba lô lấy ra quả bom. Nhưng không ngờ quả bom bị rớt. Lúc con quái vật gần lao tới anh cũng vừa lúc nhặt quả bom ném về phía con quái vật kinh tởm. Con quái vật nổ tung mà Joel cũng nhanh chóng nhảy xuống nước. Mọi chuyện bắt đầu từ một thiên thạch khổng lồ rơi xuống trái đất vào 7 năm trước loài người vì để tự bảo vệ mình nên đã phóng vô số quả bom hạt nhân hai bên va chạm nổ tung gây ra phóng xạ làm cho rất nhiều loài sinh vật đột biến ngay cả của hoàng dế cũng cô bàn tòa nhà đủ để cả dòng họ bạn ăn những sinh vật nhỏ bé giờ đều đứng đầu chuỗi thức ăn biến con người trở thành thức ăn những người sống sót chỉ có thể trốn trong pháo đài dưới lòng đất để tồn tại đã 7 năm trôi qua và Joel chỉ có thể làm đầu bếp trong căn cứ. Tuy nhiên, một con quái vật đã xuất hiện và anh phải cầm vũ khí lên để chiến đấu. Nhưng khi nhìn thấy con quái vật anh lại cừng cả người chỉ có thể chờ chết, may mà lúc này đồng đội đã kịp thời cứu anh nếu không anh đã là thịt trong kẽ răng quái vật hôm nay trong lúc ra radio joel vô tình liên lạc được với người bạn gái đã mất liên lạc 7 năm của mình điều này đã cho anh có can đảm bước ra khỏi căn cứ mặc dù thế giới bên ngoài đầy rẫy những nguy hiểm nhưng anh vẫn quyết rời đi tìm tình yêu của mình quả nhiên vừa bước vào một căn biệt thự đã bị con quái vật trong tủ lạnh dọa đến tè dầm anh kịp hoàn hồn thì trong hồ bơi xuất hiện những vết phồng dục kỳ lạ ngay sau đó một con cốc xấu xí khổng lồ trồi lên khỏi mặt nước và vươn chiếc lưỡi dài 180 trăm mét của mình ra tấn công anh nhưng Joel đã nhanh chóng bỏ chạy nhưng khi nó vương cái lưỡi dài lần thứ hai thì anh không may mắn như vậy. Joel bị con cóc kéo lại sắp biến thành bữa trưa thì một con chó xuất hiện. Nó cắn lấy cái lưỡi con cóc giúp anh thoát khỏi con quái vật. Joel nhanh chóng bỏ chạy. Con chó tên Boy này dẫn anh chạy đến một cái nhà xe di động, cuối cùng một người một chó cũng thoát khỏi con quái vật. Nhìn con chó đã cứu mạng mình Joel chẳng có gì để cảm ơn nó nên chỉ có thể dẫn nó theo. Một người một chó lên đường. Joel đói bụng nên hái quả mộng bên đường để ăn thì Boy ngăn lại. Khứ giác nhạy bén của nó không chỉ có thể tìm thức ăn mà còn phân biết trái cây có độc. Trong lúc vừa đi vừa đọc sách Joel không để ý đã bị rơi xuống hố, boi phía trên liên tục sủa xuống cửa hàng. Ngay sau đó Joel ý thức được nguy hiểm, vừa quay đầu lại, một con sâu khổng lồ chui ra, hóa xung quanh hố có vô số cái tổ. Joel cầm một khúc xương để phòng nhìn xung quanh. Lúc này một sợi đệ đột nhiên rớt xuống người anh, Joel giật mình nhìn lên thấy một người đàn ông thì nhanh chóng nắm lấy sợi dây leo lên mà ngay lúc này đám sâu khổng lồ cũng lao đến. may mắn Joel đã được cứu anh nhìn lại là hai cha con đã cứu mình hóa ra đích đến của họ cũng giống như Joel vì vậy ba người và một con chó bắt đầu hành trình sinh tồn đầy cam go gian khổ và nguy hiểm đây là con ốc sên biến dị khổng lồ nặng 100 tấn Clyde nhìn thấy con quái vật trước mặt ông đã lột áo cửa e Joel ra và treo trên người con quái vật hóa ra ông ấy là đang cứu mạng Joel và con ốc sên này đi khắp khu rừng và sẽ phát tán mùi trên áo anh đi khắp mơi với mục đích là tránh bị con quái vật khổng lồ khác truy đuổi trong thế giới đầy quái vật này ba người và một chó đang tìm kiếm một khu vực an toàn để trốn Minou rất giỏi khi ở trong rừng rậm Minou chỉ cho anh cách nhận biết sự thân thiện của quái vật qua ánh mắt của chúng lúc này joel mới nhận ra rằng những con quái vật có vẻ hung ác cũng có lòng tốt anh nhanh chóng lấy cuốn sách nhỏ về sinh tồn trong vùng hoang dã và ghi lại những kiến thức mới anh đã học được Ngày qua ngày luyện tập dùng nỏ thì joel cũng thành thạo bắn chúng mục tiêu cuối cùng cũng đến lúc chia tay Clyde đưa cho joel một quả lựu đạn mà Minou có vẻ không nở xa boy sau khi chia tay joel cùng chú chó đi sâu vào một khu rừng lúc này boy đột nhiên dừng lại và chui xuống dưới con vịt nhựa lớn màu vàng dù Joel có kêu thế nào nó cũng không chịu ra rõ ràng là nó đang cảm thấy nguy hiểm khi Joel chưa kịp phản ứng lại thì trên mặt đất mọc lên vô số gai nhọn trong giây tiếp theo một con rết khổng lồ xuất hiện lần này Joel không hề nhút nhát nữa mà dương cung lên nhưng ngay khi anh chuẩn bị bắn cung tên thì đã bị đánh bay con rết không để ý đến Joel mà cuốn con vịt nhựa ném qua một bên và bao vây Boy lại Joel nhanh chóng bắn tên về phía con rết khổng lồ anh tiếp tục bắn mũi tên thứ hai vào đầu nó tiễn con quái vật đi đầu thai đây là lần đầu tiên Joel giết được quái vật boy vui mừng lao về phía anh lúc này cả hai lại tiếp tục lên đường khi anh đang cảm thấy vui vẻ vì sắp gặp được bạn gái thì xui xẻo lại tìm đến anh lần nữa boy nhanh chóng chạy trốn chón, joel cũng nghe thấy âm thanh kỳ lạ và quay đầu nhìn phía sau anh nhìn thấy một chiếc vây cá mập trồi lên khỏi mặt đất joel ném một cục đá ra xa ngay lập tức con quái vật dưới lòng đất lao về phía mặc dù cả hai cố gắng bỏ chạy nhưng vẫn không thể thoát khỏi con quái vật ngay lúc quan trong joel nhớ lại quả lựu đạn bên trong blo nên đã nhanh chóng lấy nó ra ném về phía con quái vật một tiếng nổ lớn phát ra con quái vật nổ thành mảnh vun du mà joel cũng nhanh chóng nhảy xuống nước đây là con quái vật thứ hai a ngân hàng giết được nên Joel rất phấn khích. Nhưng khi leo lên mặt đất anh lại chẳng thể cười nổi nữa vì hai con đĩa dính vào cánh tay, anh cố kìm lại cảm giác buồn nôn mà kéo nó ra. Ngay sau đó anh cởi áo mình ra xe, rất nhiều đĩa hút máu, anh lấy nó ra khỏi người mình nhưng không ngờ ngay cả trên cổ anh cũng có đĩa. Sau khi lấy hết đĩa trên người thì anh ngay lập tức giận dữ mà chỉ boy, chú cho cũng rất có quốc khí mà quay người bỏ đi. Sau khi Joel đi được một lúc thì cảm thấy chóng váng chóng mặt và ngã xuống. Lúc này anh mới nhớ ra lá xanh có thể giải độc, Joel cố gắng hái lá bỏ vào miệng ăn. Sau đó anh dường như thấy bóng người xuất hiện trước mắt, hóa ra là Ái Mi bạn gái của anh, nhìn thấy bạn gái ngày ngớ đêm mong, Joel không kịp chờ đợi mà trao cho cô nụ hôn nồng nhiệt nhưng ngay sau đó Joel liền ngất xỉu. Một sinh vật to lớn dưới biển đang nhanh chóng bơi vào bờ, mọi người đang ngồi trên bãi biển trở nên sợ hãi nhìn con cua khổng lồ to hơn cả tòa nhà đang há miệng. Tất cả mọi người bắt đầu bỏ chạy nhưng Joel không muốn chạy trốn. Anh nhặt chiếc đinh ba lên lao thẳng về phía con cua khổng lồ. Cuối cùng con cua bị lật ngửa lên không di chuyển được. Hóa ra 7 năm trước một thiên thạch khổng lồ bay vào trái đất nên loài người đã phóng vô số bom hạt nhân để làm nó nổ tung. Mặc dù đã ngăn chặn thảm họa nhưng các chất hóa học trong thiên thạch đã rơi xuống trái đất, hệ sinh thái của trái đất bị hủy hoại hoàn toàn, làm rất nhiều loại sinh vật bị biến dị giống như con cua khổng lồ này. Joel vì muốn đi tìm bạn gái đã vượt qua vô số khó khăn, đối mặt với sinh vật biến dị to lớn cuối cùng cũng tìm được cô. Nhưng khi tìm được Amy thì lúc này cô lại muốn cho thuyền trưởng du thuyền là cấp tơ cơ hội, mà Joel lại chẳng thể so sánh với anh ta. Cấp tơ là một hải quân hoang dã úc, anh ta có thủy thủ đoàn của mình và có một du thuyền lớn 8 tầng lúc này anh ta đang chuẩn bị dẫn dắt thủy thủ đoàn đến tìm một nơi ẩn náu mới nhưng điều duy nhất joel quan tâm là bạn gái cũ ái mi của mình joel mạnh dạn bày tỏ với cô nhưng ái mi nói với anh mọi thứ đã thay đổi có nói với anh một năm trước cô mới mất một người đàn ông rất quan trọng với cô và giờ cô lại đang có tình cảm với công an phường điều này khiến joel rất đau lòng sau bao nỗ lực vượt cả ngàn cây số bảy ngày đối mặt với quái vật để đi tìm tình yêu nhưng kết quả này khiến anh rất thất vọng lúc này một người mang vào cho anh một dĩa trái cây và nói là công an phường đưa cho anh joel nhìn quả mọng trong dĩa và nhớ ra rằng nó có độc anh lúc này mới phát hiện ra công an phường là một kẻ nói dối. Joel nhanh chóng đi tìm Amy nhưng cô căn bản không tin lời anh nói và cho rằng anh đang ganh tị với cấp tờ. Joel còn chưa kịp giải thích thêm thì mọi người trên bãi biển đã lần lượt ngất đi, anh cũng bị đánh bất tỉnh, khi tỉnh lại thì thấy mình và mọi người đã bị trói chặt. Hóa ra cấp tơ cùng thủy thủ đoàn của anh ta chỉ là lũ cướp biển, hắn ta lừa mọi người để lừa lấy thức ăn và biến mọi người thành thức ăn cho quái vật. Hóa ra du thuyền hắn ta từ lâu đã hết nhiên nhiêu và hắn đã dùng một con cua hoàng đế khổng lồ làm vật kéo nhưng trước tiên hắn ta phải cho nó ăn no mới có thể kéo du thuyền đi cướp nơi tiếp theo công an phường thấy Joel sắp đâm con cua khổng lồ thì ấn nút công tắc, con cua hoàng đế lập tức đánh bay anh ra xa. Do nhìn thấy con cua đang tiến lại gần sắp xử lý mình thì đột nhiên một con chó lao đến. Hóa ra đó là Boy đã rời đi lúc trước. Lúc này Amy cũng đang chiến đấu với người của cấp tơ. Khi cô ta muốn tấn công con chó thì Amy lấy cây đánh mạnh vào tay cô ta làm cho phát súng bắn trúng con cua hoàng đế, khiến cho nó càng thêm điên cuồng. Con cua dùng càng lớn của nó gấp anh lên muốn ăn Joel nhưng lúc này Amy kịp thời ném cho anh khẩu súng khi Joel chuẩn bị giáng cho con cua một đòn chí mạng thì nhìn thấy đôi mắt của con cua hoàng đế và dòng điện từ sợi dây xích sắc bên cạnh điều này khiến anh nhớ đến lời nói của Minnow. sau một lúc trần trừ anh đã quyết định bắn vào dây xích để giả thoát cho con cua khổng lồ công tác của cấp tơ bị mất tác dụng cua hoàng thả Joel xuống và nhìn anh với đôi mắt đầy biết ơn rồi anh ta quay lại và lao xuống biển việc đầu tiên nó làm khi được tự do là trả thù mặc dù mọi chuyện đã giải quyết xong nhưng anh cùng ái mi cũng không quay lại với nhau sau khi hôn tạm biệt ái mi joel bắt đầu quay trở lại nơi trú ẩn đầu tiên của mình joel không còn là kẻ yếu đuối hèn nhát nữa anh bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu với quái vật của mình với mọi người đồng thời kêu gọi tất cả những người sống sót hãy ra khỏi nơi trú ẩn để chiến đấu và tạo dựng một cuộc sống mới thực ra trong lòng mỗi người đều có một con quái vật chúng ta luôn trốn tránh sợ hãi không dám đối mặt nhưng chúng ta muốn mạnh mẽ hơn thì hãy lấy hết dũng khí và can đảm đối mặt với nỗi sợ hãi của bản thân Hãy dùng tình yêu để xóa tan nỗi sợ hãi và chia sẻ cùng nhau để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ PTN mê phim review. Hãy ấn like và đăng ký kênh nhé.